Ngày 4 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc phối hợp với Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tập huấn về kiểm tra, giám sát, thực hiện môi trường không khói thuốc. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giảng viên Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hòa Bình truyền đạt những kiến thức cần thiết trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, như thực thi, giám sát, đánh giá thực hiện môi trường không khói thuốc, xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị, hướng dẫn thanh tra, kiểm tra về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, hướng dẫn việc triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ quan, đơn vị và các bước xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn không khói thuốc. Thông qua lớp tập huấn đã giúp các học viên được cập nhật kiến thức để tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt luật phòng chống tác hại thuốc lá. Đồng thời tích cực triển khai kiểm tra giám sát việc thực hiện môi trường không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.